Xin chào tất cả các bạn, tôi Lương Chiên Lơ đây ạ. Hôm nay rất vui gặp lại các bạn ở video ngày hôm nay. Để đứng bên cạnh tôi đây là anh Long. Thì hôm nay cũng anh Long sẽ giới thiệu cho chúng ta cái công trình mà bên công ty anh Long làm cho cái ngôi biệt thự này. Biệt thự này thì ở thành phố Thái Bình đúng không anh Long? Đúng rồi. Đấy. Thì cái biệt thự này anh sản phẩm cái cổng thông đúc này và những cái hàng rào này anh có làm mất nhiều thời gian không anh? Trong vòng tầm khoảng 3 tháng. 3 tháng là được hoàn thiện được một cái sản phẩm như này. Anh có nhớ cái câu chuyện gì đang nhớ về cái sản phẩm này không anh? À, cái sản phẩm này thì cũng rất là đặc biệt, tại vì khi mà làm cái sản phẩm này thì công ty mới đang bước đầu mới đang phát triển, thì là cái khó khăn để mà thực hiện cái này nó rất là nhiều. Thì cái sản phẩm này nó cũng là một cái ấn tượng rất là đẹp đối với lại công ty, cũng là một cái sự cố gắng của tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty viên để mà hoàn thiện được cái sản phẩm như thế này. Và sau đây thì mời các bạn ngắm qua cái sản phẩm bên công ty anh Long làm ạ. Vâng. Sau đây tôi sẽ quay gần hơn cái cổng để các bạn có thể quan sát kỹ hơn từng chi tiết một. Đây là cái chi tiết tường rào.
rất sắc nét đúng không các bạn? Tất cả đều làm bằng hợp kim nhôm đúc. Mọi chi tiết đều rất sắc sảo các bạn ạ. Đều rất sắc nét.